Cho hai số phức Z1, Z2 thỏa mãn điều kiện là modulo của Z1 thì bằng 2, modulo Z2 bằng 3 và modulo của 2 Z1 trừ đi Z2 bằng căn 13. Đề bài yêu cầu các em tính modulo của Z1 cộng 3 Z2. Thực sự là một bài toán này có rất nhiều cách, bài toán này cũng vậy. Đó, nó có một cái mô típ làm chung rồi và nó cũng có thể các em có thể xử lý nó theo rất nhiều các con đường khác nhau. Thì ở đây thì với bài toán này thì thầy sẽ chỉ cho các bạn ba cách nhá. Trong đó thì cái cách thứ ba thì nó thiên về tự luận thì thầy sẽ nói nhanh thôi, tại vì là chúng ta đã nói khá là kỹ nó trong các cái phần lý thuyết rồi. Thì bây giờ mình sẽ chỉ nói sơ sơ về cái cách thứ ba một chút. Thầy muốn tập trung các bạn theo cách thứ nhất là mẹo, cách thứ hai vẫn là tự luận và cách thứ ba cũng là tự luận. Đầu tiên thầy sẽ nói về cách thứ nhất là cách mẹo trước. Chúng ta cùng nhau phân tích về cái mẹo dạy này. Mình sẽ nói một chút về mẹo. Mẹo để giải quyết bài toán này. Cách 1, gọi là cách 1 đi. Rồi. Các em quan sát nhé. Bây giờ các em chỉ có hai số phức Z mà các em có modulo của Z1 thì bằng 2. Modulo Z2 bằng 3 và 2 lần modulo của 2 Z1 trừ đi Z2 để bằng căn 13. Thực sự là nếu như bài này mà các em đi tìm cụ thể xem Z1 bằng mấy, Z2 bằng mấy liệu có được không nhỉ? Chắc là không được đâu, đúng không? Vì làm sao? Này, bây giờ các em cứ tưởng tượng Z1 bằng A cộng AI đi, Z2 bằng C cộng DI đi. Thế thì khi đó các bạn sẽ có được 4 cái ẩn ABCD. Trong đó các em chỉ có 3 giả thiết thôi. 1, 2, 3 giả thiết. Nào, có 4 ẩn ABCD mà có mỗi 3 giả thiết. Trong một số bài toán các em vẫn tìm được đấy, nhưng khi các em xét bài toán tổng quát ấy, thì các em sẽ không tìm được cụ thể ABCD bằng mấy. Đấy, tất nhiên trong một số bài toán liên quan đến cái bất ẩn thức nó rơi vào trường hợp nó xảy ra bất ẩn thức dấu bằng thì nó vẫn có thể tìm được. Nhưng mà trong hầu hết các bài toán là các em sẽ không tìm được cụ thể xem là Z1 bằng mấy, Z2 bằng mấy đâu. Vì thế nên đối với bài toán này chúng ta có thể xử lý nó theo một cái mẹo rất là nhỏ. Là các bạn có thể cho luôn Z1 bằng 2 hoặc cho luôn Z2 bằng 3. Sau đó các em sẽ dựa vào các cái giả thiết còn lại để các em tìm số phức Z2 thỏa mãn. Hoặc thậm chí các em cho Z2 là một số bất kỳ, miễn sao cái module của nó bằng 3 là đủ. Các bạn cứ chọn làm sao số nào mà miễn module của nó bằng 3 là được. Đây, thầy lấy luôn số đơn giản nhất là số chọn luôn. Tức là các em chuẩn hóa luôn nhé, gọi là chuẩn hóa số phức ấy. Các em chuẩn hóa cái Z2 bằng 3 luôn. Đó. Đấy là mẹo nhé, thầy nói rõ là mẹo nhé. Tức là khi mà các em làm tự luận thì cách này thì có thể các em bị trừ điểm. Nhưng mà yên tâm là chúng ta sẽ có con đường tự luận tí nữa. Thì lúc này các em sẽ có một cái hệ liên quan đến Z1 như sau. Đó là modulo của Z1 thì bằng 2. Và modulo của 2 Z1 nào, trừ đi Z2 đó là trừ 3 này, thì bằng căn 13. Tới đây thì đơn giản rồi đúng không? Nào có hai cái giả thiết liên quan đến Z1 để các em tìm Z1 thì quá dễ rồi. Các em đặt Z1 bằng x cộng y. Để tìm Z1, đặt Z1 bằng x cộng y. Trong đó x y là các số thực nhá. Đó, x là phần thực, y là phần nào. Thì các em sẽ hệ này sẽ tương đương với là đây là x bình cộng y bình này. Bằng mấy các em nhỉ? Bằng 4 này. Ở đây các em có được là 2x trừ 3 tất cả bình phương. Cộng với 2y bình phương là 4y bình phương này. Bằng 13 này. Thế em phá này ra các em xuất hiện 4 x bình cộng y bình là 4 x 4 là 16. 13 trừ 16 là âm 3. Như vậy cái này tương đương với là một cái hệ là x bình cộng y bình bằng 4. Và cái kia là âm 12x cộng với 9 thì bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng âm 3. Vậy các bạn sẽ tìm được là x bằng mấy? Ở đây x bằng 1 à? Ồ đẹp quá nhỉ. Y bình bằng mấy? Y bình bằng 3. Đúng không? Thì y bằng 3 hoặc y bằng căn 3. À, y bằng căn 3 hoặc y bằng âm căn 3. Thì các em chọn luôn. Cho đơn giản. Các em chọn luôn số phức Z1 là 1 cộng với căn 3 y. Thực ra các bạn lưu ý là các em có thể chọn Z1 là 1 trừ căn 3 y cũng được nhé. Thì hai số phức này đều thỏa mãn thôi. Đều thỏa mãn cái hệ này thì đều ok. Vậy thì các em tính ra nhá. Cái biểu thức P cần tính ấy, thì nó là module của Z1 cộng với 3 Z2 đúng không? Thì mô đun của Z1 là mấy? 1 cộng với căn 3y. 3 Z2, Z2 là 3. 3 x 3 là 9 à? Cộng 9 thì bằng căn của 10 bình cộng với 3 thì bằng căn của 1/3. Quá nhanh và quá nguy hiểm, đúng không? Nói chung đây là cách khá là tốt để các em làm mấy cái bài toán kiểu như thế này. Nó khá là tốt, trong đặc biệt là trong vấn đề trắc nghiệm. Thầy sẽ nói thêm này. Thế bây giờ các bạn mà bây giờ các em gặp vấn đề là ví dụ trong các kỳ thi đánh giá tư duy, đánh giá năng lực mà đề bài muốn các em làm tự luận cơ.
mà các em vẫn muốn bám theo cái cách như thế này thì các em làm như nào? Thầy nói ý tưởng nhá. Cách 2, tự luận dựa trên cái mẹo này. Tí nữa sẽ còn cách 3 nữa nhưng mà mình nói cách 2 trước. Thế bây giờ nhá, chúng ta vẫn có một cái bài toán là chỉ có ba cái này và các em tính anh này, tính anh này bằng P đi. Đó, tính P, tính P. Thế thì bây giờ các em làm nào để các em phải khai thác các giả thiết này? Thì các bạn thấy là như này, thay vì các em, tức là các bạn sẽ không tìm được Z1 bằng mấy, không tìm được cụ thể Z2 bằng mấy dựa theo ba giả thiết này. Nhưng các bạn có thể tìm được là tỷ số Z1 trên Z2. Bằng cách nào? Các em sẽ chia cái này cho Z2. Ta có đây, modulus của Z1 trên Z2 bằng modulus của Z1 trên modulus của Z2 bằng mấy các em nhỉ? Bằng 2/3. Đúng không? Tiếp tục này, các em sẽ có được cái modulus của 2Z1 trừ đi Z2 trên Z2 thì bằng căn 13/7. Cái này bằng modulus của 2 lần Z1 trên Z2 trừ 1. Đề bài cho anh này bằng căn 13/3. Tại vì sao các em lưu ý là cái modulus của 2Z1 trừ Z2 thì bằng căn 13, còn modulus Z2 bằng 3 thì các em lấy tỷ số thôi nhá. Các em hoàn toàn có thể đặt cho thầy cái modulus của Z1 trên Z2 Z1 trên Z2 bằng Z, hoặc đặt luôn bằng x cộng y cũng được, tùy. Thì ta sẽ có được cái hệ là modulus của Z thì bằng 2/3, và modulus của 2Z-1 thì bằng căn 13/3. Rõ ràng với hai giả thiết này các em làm giống hết như anh này này. Đó, là các bạn cũng hoàn toàn tìm được Z. Xe tìm được Z. Các em tìm được Z ngay lập tức, được chưa? Các em tìm được Z. Các em cứ đặt Z bằng x cộng y, và x thuộc R các em thấy vào, các em tìm được Z là chắc chắn rồi. Và sau khi tìm được Z xong ấy, làm sao để tính được P? Đơn giản lắm. Ta xét cái P làm chia Z2 đúng không? Thì em xét P trên 3 bằng modulus của Z1 cộng với cả 3Z2 trên modulus của Z2, đúng không? Thì bằng modulus của Z1 trên Z2 cộng 3. Thì cái này chính là modulus của Z cộng 3. Và các em tìm được Z rồi, hiển nhiên các em tìm được P. Các em tự làm nốt nhé. Đấy, tìm được P trên 3, tìm được P. Được chưa nhỉ? Rồi thì các em thấy là cách 1 là các em làm theo kiểu trắc nghiệm như này. Cách 2 là các em làm theo kiểu tự luận nhưng vẫn bám vào cách 1. Chúng ta sẽ có thêm một cách thứ 3 nữa, nó mang tính chất khá là tổng quát. Cách 3 này thì nó mang tính chất rất tổng quát, tức là các em có thể làm được. Thực ra là cách 3, thực ra các em nắm được cách 1, cách 2 các em cũng không cần phải nắm được cách 3 cũng được, không vấn đề gì. Nhưng mà thầy muốn nói cách 3 để các em mở mang thêm những cái kiến thức. Ví dụ đề bài người ta hỏi các bạn là tính cái Z1 nhân với Z2 ngang cộng với Z2 nhân Z1 ngang. Ví dụ thế. Cái đề bài hỏi như này thì làm nào? Hoặc là đề bài hỏi nhiều cái kiểu khác nó phức tạp hơn thì làm nào? Thì các bạn hoàn toàn có thể giải quyết nó như này. Ta sẽ có được cái biểu thức này này. Mình đầu tiên mình khai thác này trước nhá. Thì ta sẽ có được là 13 thì bằng 2Z1 trừ đi Z2. Modulus anh này bình phương. Thì các bạn lưu ý là modulus của Z bình phương thì bằng Z nhân Z ngang, đúng không? Thì nó chính là bằng số phức là 2Z1 trừ Z2 nhân với 2Z1 trừ Z2 ngang. Anh này bằng gì các em nhỉ? Bằng 2Z1 trừ Z2 nhân với 2 lần Z1 ngang trừ đi Z2 ngang. Đó. Các em nhớ là modulus của số phức liên hợp của Z1 trừ Z2 thì bằng số phức liên hợp của Z1 trừ đi số phức liên hợp của Z2. Rồi, cái này phá nó ra. Thì bằng 4 lần Z1, Z1 ngang cộng với Z2, Z2 ngang trừ đi 2 lần Z1, Z2 ngang cộng Z2, Z1 ngang. Được chưa? Thì anh này chính là modulus của Z1 bình phương này. Thì bằng 4 nhân với modulus Z1 thì bằng mấy? 2, vậy là 2 bình phương. Cái này chính là modulus của Z2 bình phương này cộng với 3 bình phương trừ đi 2 lần Z1, Z2 ngang cộng với Z2, Z1 ngang. Và anh này bằng 13. Rõ ràng các em tính được cái Z1, Z2 ngang cộng Z2, Z1 ngang. Rất tuyệt vời. Vậy từ đây mình suy ra cái Z1, Z2 ngang cộng với Z2, Z1 ngang. Nó sẽ bằng là đây là 4 nhân 4, 16. 16 cộng 9 là 25. 25 và 9 thì 13 là 12. 12 chia 2 là bằng 6. Rồi, mình đóng khung anh này vào. Đây là một điều rất quan trọng. Nên nếu mà đề bài hỏi cái này thì em làm cái này là xong. Nhưng không đề bài hỏi cái này thì không sao cả. Mình lại xét P bình phương. P bình phương bằng gì? Bằng cái modulus của Z1 cộng với 3Z2 bình phương bằng Z1 cộng với 3Z2 nhân với Z1 cộng với 3Z2 ngang. Giống hệt như thế nhá, giống hệt như cái trên này này, không có nhiều sự thay đổi. Bằng Z1 cộng với 3Z2
Z1 ngang cộng với 3 lần Z2 ngang. Được chưa? Thì cái này cộng với nhau thì cái này là Z1, Z1 ngang cộng với 9 lần Z2, Z2 ngang cộng với 3 lần Z1, Z2 ngang cộng với Z2, Z1 ngang. Rồi, cái này bằng gì? Cái này của chúng ta sẽ là bằng 4 này, Z1 bình cộng với 9 nhân với 9 này, Z2 bình cộng với 3 lần. Wow, cái này bằng bao nhiêu? Vừa tính là xong đây, bằng 6. Như vậy nó bằng 4 cộng 18, 1 cộng 18. Bằng 85 cộng 18 103. Từ đây mình suy AP của chúng ta bằng 103, căn 103. Như vậy là mình đã giải quyết xong. Vậy các em thấy không? Một bài toán này các em có rất nhiều cách. Đây ba cách này không phải ba cách duy nhất đâu, chúng nó còn có những cách nữa. Nhưng mà các em chỉ cần với một bài toán này thôi, các em có thể mở rộng ra, các em làm rất nhiều các bài toán mà nó có thể mang tính chất phức tạp hơn hoặc là tương tự. Các em đều có thể có ý tưởng cách 1 là mẹo, cách 2 hoặc cách 3 nhá. Các em nào cách nào cũng được. Thì theo các bạn là cách nào mà các bạn cảm thấy thích nhất? Cách 1 hay cách 2 hay cách 3? Các bạn có thể để lại phần comment để thầy biết nhé. Rồi, bài toán của chúng ta kết thúc ở đây. Thầy hy vọng là với bài toán này thì các em sẽ làm được rất nhiều các bài tương tự để các bạn có thể luyện tập thêm. Thì các em có thể luyện tập thêm các bài tập khác nữa. Thậm chí các em có thể tự bịa ra bài toán bằng cách này, các em sửa số này thành số 2Z1 cộng với 3Z2 chẳng hạn. Hoặc các em có thể phức tạp hơn và hóa bài toán bằng cách là các em giả thiết là có đủ Z1 cộng với 2YZ2 bằng 2 xong rồi như này thì các em làm tự làm cũng được hết, chúng ta đều có thể làm được hết nhá. Các em làm cách mẹo này khá là ổn trong cái trắc nghiệm này nhá. Ok, bài toán kết thúc ở đây các em nhá.